Ý em còn nói chuyện là làm cái giấy khám thai ấy, em làm ở đâu nhỉ? Ôi chị lên trên mạng ấy, đầy. Hồi đấy em làm là để làm gì ấy nhỉ? Người yêu không mãi không cưới, thế là em làm cái đấy để bảo người yêu là có thai rồi thì để cưới nhau đi. Lên ở trên mạng chị search thì bây giờ mình có nhu cầu thì ở đâu muốn bệnh viện nào họ cũng làm cho mình hết. Chị làm cái giấy làm thêm siêu âm giả ấy. Siêu âm giả để chị làm bảo hiểm xã hội. Qua lời kể của các nhân vật trên, có thể thấy việc làm giả giấy khám thai diễn ra công khai và việc mua bán loại giấy tờ này rất đơn giản. Làm giấy siêu âm thai giả, thai yếu, dọa sẩy, xét nghiệm theo yêu cầu, lấy ngay. Cam kết giống y hệt các phòng khám, bệnh viện trên toàn quốc. Các loại giấy siêu âm giả với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng. Công khai số điện thoại nhưng chỉ nhận giao dịch bằng hình thức nhắn tin qua Zalo. Trong vai một phụ nữ có nhu cầu làm giấy siêu âm xác nhận có thai, phóng viên ANTV liên hệ với người phụ nữ tên Thảo. Chúng tôi nhanh chóng nhận được giấy siêu âm giả của phòng khám 125 Thái Thịnh. Với chi phí hơn 1 triệu đồng, phóng viên chúng tôi đã mua được phiếu siêu âm thai 3D tại phòng khám 125 Thái Thịnh. Vậy thì phiếu siêu âm này tính xác thực như thế nào? Ngay bây giờ thì chúng tôi đã có mặt tại địa chỉ của phòng khám để xác minh. Giả hoàn toàn. Bởi vì nếu như ở Thái Thịnh chúng tôi á, thì những cái bệnh án mà 3D, đây là một cái siêu âm thai 3D. Thì siêu âm thai 3D thì không có cái ảnh màu như thế này. Vâng, mà chỉ có cái ảnh đen trắng thôi. Vâng, xem, vâng. Không chỉ dừng lại ở việc làm giả giấy tờ của các phòng khám tư, đối tượng này còn khẳng định có thể làm giả giấy tờ của nhiều bệnh viện công với lời hứa cam kết như thật vì mua phôi từ bệnh viện. Tiếp tục muốn làm giấy kết quả thai yếu có xác nhận của bệnh viện nhà nước. Sau khi chuyển tiền cho nhóm đối tượng, chúng tôi nhanh chóng nhận được giấy siêu âm thai và kết quả chẩn đoán của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Nếu như không phải là người làm việc ở trong bệnh viện thì nếu nhìn cái tờ giấy này thì chắc chắn là sẽ tin ngay. Các cái chỉ số thông số thì trông có vẻ rất là rõ ràng và đầy đủ. Hình ảnh thì phải nói là nếu như quan sát một hình ảnh đủ tiêu chuẩn một cái thai nhỏ thì như thế này là rất là đẹp, không hề có cái gì gọi là sai. Vậy là chỉ bằng một vài thông tin do người mua cung cấp, nhóm đối tượng này đã có thể cho ra những tờ kết quả siêu âm thai mà để đánh giá thật giả cần phải những người chuyên môn mới thực hiện được. Trong khi đó, mọi giao dịch đều thực hiện online nên việc xác minh danh tính của những đối tượng trong đường dây làm giả này rất khó khăn. Hầu hết việc làm giả giấy khám thai là để phục vụ mục đích lừa đảo cá nhân. Nghiêm trọng hơn, việc mạo danh uy tín, thương hiệu của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước cũng gây ra những ảnh hưởng và tổn thất không nhỏ.